Chào các bác. Hôm nay em lại tiếp tục lắp máy. Mà bác nào thấy hay thì chia sẻ và đăng ký ủng hộ cho Phương Quang nhé. Đây, bánh răng dàn đầu của nó đây. Cái dòng máy điện này của nó thì có mỗi một dấu rồi các bạn. Dấu máy 1 này. Đấy, dấu máy 1 này. Còn toàn bộ các bánh răng khác không có dấu. Nó ăn theo dấu của bánh đá hết. Đấy, các bác lắp, các bác chỉ cần lắp đúng cái dấu này là ok. Tối hôm qua thì vào bạc vào trục con này rồi, chắc măng chắc nước con này rồi, hôm nay vào hoàn thiện nó. Rồi, nắp cho bác xem nha. Nhìn đi, echo chứ. Vừa bọn anh vừa bọn qua em xem luôn à. Không cho em, để bấm theo dõi anh em biết được bây giờ. Mày có theo dõi anh không? Có, theo dõi Quang. Đăng ký kênh của mình. Nếu thằng nào ưa cũng thích thì thôi nhá. Văn Hòa nổi tiếng trên mạng xã hội phết này. Thank you.
Bánh răng trung gian nó đâu anh chưa? Đây. Bánh đà đúng dấu T chưa? Chưa. Nào, mai anh cái nơi kia. Anh quay đỉnh cho nó. Quay đỉnh rồi. Quay đỉnh quả nó cho chị quay cho. Nào lẽ là. Dấu chữ T. Đây à, anh răng nó đây à? Nó ốc này đâu, nó cường đấy nào. Ốc ở trong này. Ba ốc sáng nay em nhặt ra đấy. Nó nhấp chục cam đi coi. Nhìn xem cái lỗ này thẳng chưa? Châm, châm lại. Đây này Cường này, anh bảo mình nhá, đây đặt dấu à. Cái điểm này này, cái lỗ này này, nó trùng với cái lỗ này. Ở trên lỗ trên bánh răng trùng với lỗ ở cái gối ca này. Ở dưới này nó có một điểm T này. Dưới bánh đà một điểm T này. Đấy, nhìn thấy chưa? Thẳng cái vạch đó. Nạp nắp vào này. Không bao xịt được. Đấy đi. Nắp gối cam đi. Một là đi từ đằng một đi từ đằng đầu máy đi. Em đập rồi. Nó lại cái mỏng con hôm qua xong lại hút dòng. Quá không trở lên. Điều này như thế nào mà mẹ lấy một cái nỗi nguội vào này không biết được dậy. Cái này này xịt.
Hôm nay chị tặng rồi, hôm nay uống chắc bên nhà ngoại sao ạ? Cách đi uống 1 triệu đâu mà. Thằng mà bây giờ lái xe đúng thịnh đó. Đấy, uống 1 triệu mà. Nhưng mà nhẹ nhẹ. Thái thật tôi bảo anh ạ. Nếu mà chúng mày phở uống rượu quá đà đây chết rồi, lúc trên làm tiếp. Thế nên thằng ấy uống là phải hạn chế, kể cả mình chết thèm đấy, và cứ để mai uống thì nó phải bảo uống. Không cần biết bên đàm gì. Khờ, thằng ấy không biết thằng làm thằng kẻ thù mà thằng làm thằng bên đàm. Lại nát kìa. Lạc nát, bốn người uống như thế thôi. Nhưng mà xong rồi, lạc. Mình không vẻ thật. À, cái thằng còi còi nào. Ờ, mỗi rồi, chảy cái lần nãy tôi xong tôi bảo nó bảo đi làm nữa, tôi bảo không đi làm đâu nhá, nay nghỉ. Nó bắt đầu nó nói mấy câu lằng nhằng, nó nói nó cũng khỏe. Sao hỏi nó không biết.